Chương 271, Thánh Nhân nếu đến, giết chính là. Nhìn thấy Trần Ninh, Lâm Uyên không khỏi dương mắt dò xét một phen. Đích thật là cái vạn năm khó gặp Mỹ Nam Tử. Chỉ thấy được. Trần Ninh chậm rãi từ từ đi tới, Lâm Uyên nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ tràn ngập kính sợ lên tiếng chào hỏi. Kết quả. Trần Ninh biểu môi nói, phiền phức nhường một chút. Hoắc. Trong lòng mọi người kinh hô trưởng môn đây cũng quá dũng. Theo lý thuyết cái này thủ vị vốn là từ địa vị cao nhất người ngồi. Trần Ninh là trưởng môn, chức quyền tối cao. Lâm Uyên thì là thái thượng trưởng lão, tư lịch tối cao. Hai người là mỗi người mỗi vẻ. Mà dựa theo cương thường luân tục tới nói, thái thượng trưởng lão ngồi thủ vị cũng là không có mau bệnh. Đổi bất kỳ một cái nào vãn bối, đều sẽ ngầm đồng ý, không có ở trước mặt không nể mặt mũi đoán chừng. Cũng chỉ có vị này chưa từng theo lễ thường ra bài trưởng môn, mới dám ngay trước mặt mọi người để thái thượng trưởng lão khó xử. Người nói cái gì? Lâm Quyên sắc mặt có chút khó coi, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta nói mời ngài nhường một chút, ngài này làm sao người lão, lỗ tai cũng không tốt làm đây. Chớ có vô lễ. Lâm Diệu đứng ra một bước. Ngữ khí không vui sư tôn chính là cùng lão trưởng môn cùng thế hệ người, lão trưởng môn lúc còn sống cũng đối với sư tôn có nhiều kính ý, người bất quá là cái vãn bối, sao dám đối với thái thượng trưởng lão bất kính. Nói một hơi, Lâm Diệu cảm thấy 10 điểm thống khoái. Phản phất đem trong lòng tích tụ đều phát tiết ra ngoài. Cái này một mực bị Trần Ninh yêu nghiệt trấn áp kiêu ngạo, giờ phút này mới có thể có dũng khí triển lộ ra. Trần Ninh lại ánh mắt bỗng nhiên lãnh triệt, nói, bản tọa nói chuyện với thái thượng trưởng lão, đến phiên ngươi mở miệng sao? Đệ tử chỉ là làm trưởng môn ôn tập một cái luân lý cương thường. Lâm Diệu áp chế nộ khí nói. Vả miệng. Trần Ninh ngữ khí bình thản. Thương Nguyệt trực tiếp đứng dậy. Nhàn nhạt cười một tiếng. Chỉ thấy được Lâm Diệu thân hình trực tiếp tại không trung dựng lên. Quẳng xuống đất. Khóe miệng chảy ra một vệt máu một đám trưởng lão trong lòng giật mình, trưởng môn quả thật là một điểm thua thiệt đều ăn không được a, à, bọn họ đều là trong lòng bội phục. Thương Nguyệt lần nữa ngồi xuống, Lâm Nguyên sắc mặt không có biến hóa, chỉ là liếc mắt nhìn Thương Nguyệt, trong lòng có chút kinh nghi, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm thời gian, cái này tân trưởng môn liền đã lung lạc lòng người, có nhân mã của mình, ngược lại là có chút năng lực, đủ rồi lão phu không tranh với ngươi chấp những chuyện nhỏ nhặt này dịu nửa vô lễ ngươi cũng đã trừng trị qua như vậy bỏ qua đi ngươi phân phó ta làm theo trần ninh cười nhẹ nhàng lâm quyên cũng đứng người lên đi tới thủ vị phía dưới cái thứ nhất chỗ ngồi tọa hạ trưởng môn lúc này lão phu có thể nhập chính đề a đương nhiên có thể bản tọa luôn luôn rất tôn kính ngài trần ninh lộ ra khéo hiểu lòng người tiếu dung Lâm Uyên thần sắc bất thiện, cao giọng nói, đời thứ chín trưởng môn Trần Ninh, ngươi có biết tội của ngươi không? Một câu nói kia. Trực tiếp nhất lên kinh đào hải lãng. Một đám trưởng lão đều dự cảm đến một trận bão tố chỉ sợ muốn đi tới. Không có đưa Trần Ninh cơ hội nói chuyện, Lâm Uyên tiếp tục cao giọng nói, chính đời trưởng môn Trần Ninh, gây chuyện thị phi, đưa tông môn an nguy tại không để ý, khư khư cố chấp đắc tội Trung Châu đứng hàng ghế trước siêu cấp thế lực ta tầm long môn tùy thời có lật úp nguy hiểm. Chuyện đến cuối cùng. Lâm Quyên ánh mắt lạnh lẽo. Hưng sư vấn tội. Trần Ninh sau khi nghe, chỉ là cười nói, Lâm trưởng lão, bản tọa lại hỏi ngươi, nếu là hiện tại có một người lấy thế khinh ngươi. Còn để ngươi cho hắn quỳ xuống, ngươi có thể chịu được sao? Tự nhiên nhẫn không được. Bất quá còn xin trưởng môn không muốn giật ra chủ đề. Lâm Quyên đôi mắt nhíu lại đã ngươi đều nhẫn không được bản tọa lại như thế nào có thể chịu ta tầm long môn binh sĩ lại như thế nào có thể chịu trần ninh thanh âm đinh tai nhức ốc trung châu những cái kia siêu cấp thế lực hoành hành vạn năm lâu tự cho là vô địch tại đương thời nếu như thế vậy bản tọa liền để bọn họ nhìn xem có đôi khi bọn họ cho rằng có thế nghiện nát trứng gà kỳ thật là một hòn đá như thế một phen nói ra một đám trưởng lão đều là nhìn không được đáy lòng tán thưởng. Trưởng môn lời nói này quá đề khí. Chỉ có siêu cấp tông môn rõ ràng nhất Trung Châu những cái kia cự đầu khủng bố. Đối với bọn hắn bá đạo có quyền lên tiếng nhất. Có thể tu luyện đến võ tôn cảnh giới, ai còn không có ba phần hỏa khí. Cho nên tại lúc này, bọn họ đều là ủng hộ trưởng môn cách làm. Trần Ninh nhìn thấy một phen liền lâm quyên đều có chút bị chấn trụ sau, đáy lòng khẽ động. Kỳ thật, lời này cũng không hoàn toàn đúng. Mặc dù những cái kia siêu cấp thế lực lấy thế khinh người là không giả. Bất quá quỳ xuống một chuyện. Ngược lại là bịa đặt. Từ trước đến nay, đều là hắn để người khác quỳ xuống. Lên một cái quỳ rạp xuống trần ninh trước mặt quỳ tộc, vẫn là thiên yêu kỳ phủ lăng dương phụ tử đây. Bất quá. Lâm Nguyên cũng không phải ăn chay. Mặt khác, hắn quyết tâm muốn hỏi tội Trần Ninh, Thế là nghiêm nghị nói, thế nhưng là trưởng môn, xính nhất thời anh hùng mặc dù rất thoải mái, nhưng phía sau làm phiền ngươi cho rằng ta tầm long môn có thể gánh được trách nhiệm sao? Đám người nghe vậy. Lại là một trận ưu sâu. Đúng vậy a, à, nếu là những cái kia cự đầu đến trả thù. Chỉ sợ không phải bồi giao hai kiện linh khí có thể giải quyết. Nói không chừng tầm long môn thật có lật úp nguy hiểm. Nếu thực sự có người có gan đến trả thù, giết chính là. Trần Ninh tùy ý mở miệng. Lâm Nguyên cười khẩy nói, ngươi nói giết liền giết. Một cái thiên võ cảnh cường giả ngươi chống đỡ được, năm cái đây, mười cái đây. Chớ nói chi là, Tu La thần tông thế nhưng là có thánh nhân trấn thủ. Thánh nhân? Nghe tới xưng hô này, đám người khó khăn nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Đây chính là người tu hành đỉnh điểm. Người người hướng tới cảnh giới chí cao, thánh nhân đoán chừng không có để ý tới bực này quy mô thù hận mặt khác cho dù là thánh nhân đích thân đến một dạng giết chính là trần ninh khí định thần nhàn mở miệng ngươi sợ là chơi ngươi đến cùng có biết hay không thánh nhân khủng bố a à? lâm nguyên thần sát bên trong tràn ngập đùa cợt trần ninh nhìn xem hắn lạnh nhạt mở miệng ngay từ đầu ta tầm long môn tiếng đánh chân võ thánh tông thời điểm cũng là không được coi trọng hiện tại thế nào vừa nói một câu. Toàn trường yên tĩnh. Giờ khắc này, liền Lâm Nguyên đều trầm mặt. Lúc ấy chân võ Thánh Tông dẫn động Linh Châu trùng hoạn, tầm long môn tỷ lệ hơn phân nửa tông môn dốc toàn bộ lực lượng, đích thật là bị rất nhiều người không coi trọng. Nhưng về sau? Ngày đó, tầm long môn đệ tử từng cái dũng mãnh phi thường, lúc chiến đấu cảnh giới tăng mạnh, giết đối diện không chừa mảnh giáp. Ngày đó, nhiều mặt cường giả trợ trận, Linh Châu kiếm tiên một kiếm lăng vân đến. Ngày đó, Trần Ninh dẫn động vô thượng thần lực, tru sát chân võ thánh tông thiên võ cảnh giới lão tổ. Cuối cùng, chân võ thánh tông không còn tồn tại. Trước đó, chưa từng có người nào cho rằng tầm long môn sẽ thật hủy diệt chân võ thánh tông. Một cái xếp tại người thứ 17 siêu cấp thế lực, cường thế phá hủy vị trí 12 chân võ thánh tông dạng này một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người. Nói có thể giết thánh nhân. Vậy mà để ở đây một đám trưởng lão, tại cái nào đó thời khắc đều là ma xui quỷ khiến tin tưởng. Chính bọn hắn đều sửng sốt. Dạng này ăn nói khùng điên, nếu là người khác nói, bọn họ sẽ chỉ xem như đối phương là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trước mắt người, lại là trưởng môn. Không chỉ có là một đám trưởng lão. Lâm Nguyên giờ phút này cũng là con ngươi co rụt lại. Nội tâm kinh động. Nếu như thật như là Trần Ninh nói một dạng, cái này tự hồ chỉ có một loại giải thích. Đối phương đã nắm giữ tầm long môn trong truyền thuyết bí bảo. Nếu không, như thế nào lại có loại này lực lượng? Chương 272, Trung Châu suy đoán, nhiệm vụ mới lâm nguyên lúc này có chút buồn bực hắn bỏ bao công sức tại tầm long môn những cái này tuế nguyệt thật vất vả chịu chết đời thứ tám trưởng môn kết quả thừa dịp bản thân bế quan thời điểm lão trưởng môn lại muốn đem chức trưởng môn truyền cho một cái vô danh tiểu tử phẫn quốc phía dưới lâm nguyên liền để tọa hạ đệ tử lâm diệu tiến đến diệt trừ hắn dù sao lão trưởng môn đã chết kia tiểu tử chết sau tầm long môn rắn mất đầu vô luận là một lần nữa bồi dưỡng một người vẫn là hắn tạm thời người quản lý, đều là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là Lâm Diệu lại thất thủ. Trần Ninh không chỉ có sống sót, còn mời đồng kiếm tiên. Có kiếm tiên trong bóng tối. Cho dù là Lâm Nguyên cũng không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại cũng không phải e ngại kiếm tiên Lý Trường Thiên, mà là lo lắng lấy kiếm tiên tầm mắt có lẽ sẽ nhìn ra lai lịch của hắn. Lâm Nguyên đến từ Trung Châu nội ứng tầm long môn sâu nhất. Hắn tới nơi đây, chỉ có một cái mục đích. Đó chính là bí bảo. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không có chút nào cơ hội có thể tìm ra. Chức trưởng môn tất cả đều là từ đời trước trưởng môn tuyển định. Về phần cuối cùng mới của trưởng môn đối thoại. Càng là không thể nào biết được. Bất quá, không có việc trừ trần ninh, cũng không phải là xấu sự tình. Sau đó thời điểm bên trong, Lâm Nguyên dần dần lĩnh hội có lẽ cái này sau cùng đối thoại mới là hết thảy mấu chốt cho nên hắn cũng không vội mà diệt trừ trần ninh tùy thời mà đồng tìm ra tân trưởng môn tử huyệt có lẽ liền có thể có bí bảo hạ lạc vốn là muốn cho trần ninh một hạ mã uy nhưng lúc này chính bản thân lại bị trần ninh cái này một phen chấn trụ như thế có lực lượng đã nói lên tân trưởng môn nhất định là nắm giữ bí bảo như thế ngược lại không gấp tại nhất thời. Chầm chậm mưu toan. Lâm Nguyên ánh mắt như vực sâu, nhìn về phía Trần Ninh, nửa ngày mới mở miệng nói, Lão Phu cũng hy vọng trưởng môn là chân chính có chỗ ý lại mà không phải nhất thời nhanh miệng, đừng để toàn tông trên dưới cùng ngươi chôn cùng. Thái thượng trưởng lão ngài cứ yên tâm đi, tầm long môn không có việc gì, bản tọa cũng nhất định trước tiên đem ngài đưa đưa tiễn, để ngài mỉm cười cửu tuyền. Trần Ninh nghiêm túc nói. Lâm Nguyên sắc mặt còn đen lại. Cái này tân trưởng môn công phu miệng quả nhiên lợi hại. Lần này không có chiếm được tiện nghi, chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Bất quá hắn nếu là đã xuất quan. Cơ hội liền có rất nhiều. Một ngày nào đó sẽ có được bí bảo hạ lạc. Cuối cùng. Lâm Nguyên im lặng rời đi nghị sự điện. Hiệp thứ nhất, hắn tạm thời thua. Trần Ninh nhìn qua Lâm Nguyên bóng lưng lộ ra một cái còn nhiều thời gian mỉm cười hắn chưa từng là rộng rãi rộng lượng người thái thượng trưởng lão đối với mình sát tâm vẫn luôn tại chỉ là hiện tại không biết bức bách tại nguyên nhân gì mà không có hành động dạng này một cái luôn nghĩ gây sự lão nhân gia trần ninh vẫn là rất tình nguyện tiễn hắn nhập thổ chỉ là hiện tại thời cơ không đến trần ninh trước mắt còn không có nắm chắc đối phó một cái thiên võ cường giả huống chi lâm nguyên cái lão quỷ này bế quan nhiều năm như vậy ai biết hắn bây giờ cảnh giới đến trình độ nào mặc dù thái thượng tru tiên đại trận có thể tùy tiện giết hắn nhưng cái này đòn sát thủ là cho trung châu có thể tới trả thù cường giả chuẩn bị dùng trên người lâm nguyên có chút đại tài tiểu dụng nói đến trung châu bên kia lại còn không có động tĩnh tựa hồ có chút kỳ quái trần ninh đáy lòng hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết cái này một đợt không nói hợp nhau tấn công, chỉ ít tu la thần tông là nhất định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng gần nhất mấy ngày nay, lại có chút quá mức gió êm sóng lặng. Trung Châu mấy ngày nay đến, lại không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nhất là làm một đầu tin tức truyền ra sau. Càng làm cho toàn bộ Trung Châu đều lâm vào suy đoán bên trong. Một tòa cổ lão trong tử quán. Mấy thân ảnh tụ cùng một chỗ nghị luận âm ý, ngươi có từng nghe nói, Tu La thần tông chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây không có khả năng đi, Tu La thần tử bỏ mình, tương lai trụ cột đoạn mất, làm sao có thể không truy cứu. Nghe nói là Tu La thần tông thần chủ tự mình mở miệng để thần tông trên dưới không cho phép truy cứu. Vậy nhân thần bí hề hề nói, có thể cầm tới Tu La thần tông trực tiếp tư liệu, vẫn là đáng giá đắc ý một cái. Đám người nghe vậy, đều là biến sắc bọn họ đều là tán tu. Nhưng ở Trung Châu bực này địa phương, thế đơn lực bạc phía dưới, tu hành cực kỳ không dễ, cho nên liền có nhiều liên minh. Tán tu ở giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhàn hạ thời điểm cũng có thể tốt hơn tìm hiểu Trung Châu rất nhiều tin tức. Tu La Thần Tông chuyện cũ sẽ bỏ qua về sau, lập tức có người suy đoán cái này Trần Ninh kỳ thật là Tu La Thần chủ con riêng, cho nên mới có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Người nói không đúng, muốn ta nói, hay là bởi vì tu la thần tử đưa thần chủ đội nón xanh, cho nên mượn tay ngoại nhân diệt trừ thần tử, bằng không làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Chết đây chính là tương lai thần chủ người nối nghiệp A. À? Mấy tên tán tu não động mở rộng, chậm rãi mà nói. Mặc dù dư luận có chút đi chệt, nhưng tạo thành ảnh hưởng vẫn là 10 điểm to lớn. Tu la thần tông tin tức này truyền ra sau. Mấy tôn thế lực cũng không dám lại vọng động chiến tranh học viện phong lôi thần giáo mà đấu thánh tông đều là hành quân lặng lẽ cũng đều dừng tay lại bên trong an bài so với tu la thần tử thiên phú mỗi người bọn họ thế lực thiên kiêu liền lộ ra không đáng giá nhắc tới nhưng bây giờ liền tu la thần tông cầm nhẹ để nhẹ bọn họ như thế nào lại không suy nghĩ lung tung loại này cấp bậc thế lực rút dây động rừng làm việc phải cẩn thận thêm cẩn thận tu la thần tông như thế khác thường hành vi theo bọn hắn nghĩ đó chính là tín hiệu hoặc là tầm long môn có cái uy hiếp gì hoặc là có bí ẩn gì sự tình tu la thần tông đều không đi động tầm long môn bọn họ cũng chỉ có tiếp tục quan sát trong tông thiên kiêu vẫn lạc mặt dù tổn thất rất lớn nhưng lại không phải là không thể bồi dưỡng đợi một thời gian còn có thể một lần nữa bồi dưỡng được mới thiên kiêu ra nhưng nơi này mặt vạn nhất thật có cái gì cấm kỵ, bọn họ tội gì muốn tự mình chuốt lấy cực khổ đâu. Thế là, Linh Châu vẫn như củ gió êm sóng lặng. Trần Ninh Nhàn không thú vị, liền nghiên cứu lên hệ thống. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hệ thống trợ giúp, đến thu hoạch được lực lượng, thu hoạch được ban thưởng. Loạn trong giặc ngoài phía dưới. Trần Ninh sau bất cứ lúc nào đều càng khát vọng mạnh lên. Mặc dù hắn đã đầy đủ mạnh, hắn một năm qua này tốc độ tu luyện quả thực đuổi kịp người khác mấy đời trước mắt nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất còn không có biện pháp hoàn thành dạng này cũng không biết có thể hay không chiếm nhiệm vụ ô vuông trần ninh cười khổ một tiếng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng là nhanh nhất tăng lên biện pháp chỉ là bây giờ nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất còn không có cách nào đi trung châu hoàn thành mấy cái kia cừu gia không đến nếu là chủ động đi tự chui đầu vào lưới coi như quá ngu. Lúc này, một trận hương khí bay tới. Trần Ninh liền biết là Tiêu Mị đến. Chưởng môn, Mị Nhi tới lấy rượu. Tiêu Mị mặc một bộ váy tím, nét mặt tươi cười như hoa, vặn vẹo vòng eo đi vào viện lạc. Từ khi hai người cùng chung đêm xuân. Còn thủ hộ trưởng môn giải quyết Linh Châu trùng hoạn sau, Tiêu Mị tâm tư liền thường xuyên bay đến Trần Ninh bên này dĩ vãng đều là chấp pháp đường thủ hạ tới lấy rượu. Gần nhất, tiêu mị ngược lại là bản thân tự mình đến. Theo tiêu mị cái này động lòng người thân thể mềm mại xuất hiện trong tầm mắt. Bên tai, bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm. trần ninh mừng thầm trong lòng. Rốt cục đợi đến. Chương 273, liên động nhiệm vụ, U Châu Ma Tộc. Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động tông môn thành viên tiêu mị chung cực nhiệm vụ. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đeo tai nạn giới chỉ, phát động liên động nhiệm vụ, chiêu binh mãi mã, nhiệm vụ tường tình, làm một tuyệt thế trưởng môn, trước mắt đang đứng ở nguy cơ vòng xoáy bên trong, vì ứng đối Trung Châu siêu cấp thế lực, mời túc chủ tiến về U Châu dùng hết khả năng trưởng khống ma tộc bộ phận binh lực, nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ ít nắm giữ một phần mười ma tộc binh lực, cũng hoàn thành tiêu mị tâm nguyện. Nhiệm vụ hạn chế, chỉ có thể từ túc chủ một người tiến về U Châu. Bởi vì liên động nhiệm vụ cùng tông môn thành viên tiêu mị thân phận đặc thù, xin mang lên tiêu mị cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Chú, hoàn thành chung cực nhiệm vụ có tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp ban thưởng. Rốt cuộc đời đến ngươi, may mà ta không từ bỏ. Trần Ninh nhìn không được trong lòng thoải mái cuối cùng xuất hiện nhiệm vụ. Mà lại lại là một cái chung cực nhiệm vụ, thần thương mại liên động. Bất quá U Châu cũng thật là không phải cái gì đơn giản địa phương. U Châu ma tộc chiếm cứ. Chính là ma tộc phạm vi thế lực. Cho dù là danh môn chính đạo, cũng hiếm khi đi qua hỏi U Châu ma tộc sự tình. Một mực nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên. Này hết thảy điều kiện tiên quyết là không có chạm tới lợi ích còn nhớ kỹ đời thứ nhất trưởng môn cái này nhất thời kỳ. Ma tộc cực kỳ hung hăng ngang ngược. Ý đồ tiến đánh Linh Châu cùng Càng Châu. Kém một chút liền chiếm đoạt Càng Châu. Cuối cùng vẫn là đời thứ nhất trưởng môn xuất thủ, trấn áp ma hoàng. Mới khiến cho ma tộc trục lại U Châu. Cũng có ngàn năm thái bình. Mà lần này, nội dung nhiệm vụ là đi tranh đoạt ma tộc binh lực, nhất định là bởi vì tai nạn giới chỉ nguyên nhân. Tai nạn giới chỉ là thời kỳ thượng cổ ma hoàng tính vật. Có thể hiệu lệnh ma tộc. Nhưng là trên vạn năm đi qua, cái này tính vật còn có thể có phải có như vậy lớn hiệu quả còn khó mà nói. Cho dù là hữu dụng. Đương đại ma hoàng cũng không thể coi là đem quyền lợi chấp tay nhường cho. Cho nên, cái này hệ thống vẫn còn có chút độ khó. Mà lại không thể cứng trắng làm nếu muốn cái sách lược vẹn toàn. Nếu như thật có thể hiệu lệnh một bộ phận ma tộc binh lực, thủ hạ kia lực lượng cũng liền mạnh hơn, liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc chống cự trung châu cái này mấy tôn thế lực báo thù. Mỹ Nhi Trần Ninh khẽ gọi một tiếng. Tiêu Mỹ đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía hắn. Ngày mai theo bản tọa lên đường U Châu. Một câu nói ra sau. Tiêu Mỹ thân thể mềm mại mảnh rung động, sau một khắc, trực tiếp quỳ gối Trần Ninh trước mặt. Đây là ý gì? Trần Ninh có chút mộng. Trưởng môn, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ kỳ thật là người của ma tộc. Tiêu mị sắc mặt trắng nhật. Lúc này, nàng nơi nào còn có thể không biết, nhất định là trưởng môn nhìn thấu thân phận của nàng, mới ngã bài. Dĩ vãng thời điểm, nàng cũng đều tại tu vi bên trên thắng qua trưởng môn. Nhưng giờ phút này, trưởng môn đã trưởng thành đến liền cửu tinh võ tôn đều có thể diệt sát tình trạng nàng tự nhiên chỉ có cầu xin tha thứ phần. Đừng sợ, bản tọa chỉ là muốn đem ngươi mang theo trên người, tới U Châu, tốt làm cái dẫn đường. Trần Ninh cười nhạt nói. Tiêu mị nhưng trong lòng thấp thỏm. Chưởng môn đối với ma tộc thân phận một chuyện giống như không nói tới một chữ, nàng ngược lại càng bối rối. Quỳ gối Trần Ninh trước mặt. Không dám đứng dậy. Trần Ninh thấy thế, mở miệng nói, ta sợ hãi ma, nhưng mà không bị thương ta mảy may, ta không sợ người, nhưng người đem ta tổn thương mình đầy thương tích, ngươi yên tâm, bản tọa không có trách phạt ngươi, càng sẽ không muốn mạng của ngươi. Nghe vậy, tiêu mị mới đứng người lên. Trung hoạn thời điểm, trưởng môn ngăn cơn sóng dữ, không tiếc hy sinh một kiện thần khí, nhân vật như vậy, nói lời vẫn rất có sức thuyết phục. Ngày kế tiếp, Trần Ninh vận dụng không gian quyền trượng, mở ra truyền tống cánh cửa, hai người thân ảnh biến mất ở giữa thiên địa cùng lúc đó u châu một tòa hát ám thâm thúy trận pháp truyền tống bên trong trần ninh cùng tiêu mị một trước một sau từ đó bước ra truyền tống trận đều có trông coi huống chi là u châu địa phương nhân tộc đề phòng ma tộc ma tộc cũng tương tự đề phòng nhân tộc hai người thủ hộ trận pháp truyền tống đều là địa võ cảnh đỉnh phong tu vi ma tộc đặt ở ngoại giới cũng là lực lượng trung kiên cường giả. Nhưng lúc này hai người lại không hiểu lâm vào ngủ say bên trong. Tiêu mị có chút kinh ngạc. Chưởng môn càng ngày càng cao thâm khó lường. Chỉ cần hai cổ để người mê mang khí độc, liền thành công che giấu tai mắt người. Trần Ninh chuyến này bởi vì còn không có nghĩ kỹ sách lược. Cho nên trước điệu thấp làm việc. Náo ra động tĩnh quá lớn liền không tốt. Huống chi. Ma tộc không khác đầm rồng hang hổ. Ma tộc đối với nhân loại thái độ cũng không phải hữu hảo như vậy. Bất quá cũng may có tiêu mị cái này dẫn đường tại. Hết thảy cũng liền thuận tiện rất nhiều. Chưởng môn, không bằng trước theo mị nhi hồi mị ma thị tộc, lại tính toán sau. Tiêu mị trở lại U Châu. Liền tâm tâm niệm niệm muốn trở lại thị tộc. So với mảnh đất này, nàng càng muốn gặp hơn đến là tộc nhân cùng người thân cũng không biết mọi người tại u châu những năm này còn tốt chứ nàng tại tầm long môn nội ứng truyền lại tình báo đều là vì có thể làm cho mị ma thị tộc có thế tại u châu ngẩng đầu lên trần ninh nhìn ra được tiêu mị nhớ nhà liền đáp ứng nói tốt liền nghe mị nhi cảm tạ trưởng môn tiêu mị trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt mặc dù rời đi u châu thời gian đã lâu nhưng tiêu mị cũng không có quên nơi này hết thảy hai người dựa theo một đầu gần nhất lộ tuyến bắt đầu đi đường. Cũng tiện thể vì Trần Ninh giới thiệu U Châu phong thổ ma tình. U Châu cũng có thành trì, cũng có trật tự. Ma tộc cũng là có trí tuệ chủng tộc. Đương nhiên, cũng có một bộ phận hạ đẳng ma tộc là không có cái gì trí tuệ. Làm việc chỉ là bằng vào bản năng. Nhưng những cái này hạ đẳng ma tộc lại là ma tộc rất dũng mãnh binh sĩ thường đẳng ma tộc thì sử dụng huyết thống đến khống chế những cái này tinh nhuệ nhất binh lực đi xuyên qua những ma tộc này bên người vì không làm cho phiền toái không cần thiết trần ninh bóp nát một trương chướng thân phù còn có tiêu mị làm một chút chướng nhãn phát trần ninh giờ phút này nhìn qua hiển nhiên là một cái tuấn mỹ nam tính ma tộc tên gọi Tắc nam ma xuyên qua một tòa chủ thành không xa sau liền tới đến một chỗ thôn xóm. Nơi đây, chính là mị ma nhất tộc dựa vào sinh tồn đại bản doanh. Nguyên bản mị ma thôn 10 điểm trách nát. Nhưng là bởi vì tiêu mị thiên phú kinh người, hoành không xuất thế sau, lại bị ủy thác trách nhiệm đi nội ứng tầm long môn, cho nên ma hoàng có lệnh. Trùng tu mị ma thôn. Chưởng môn, mị nhi lúc trời đi, làng đã 10 điểm sạch sẽ gọn gàng. Tiêu mị hướng tới nói với Trần Ninh nhưng khi hai người bước vào trong thôn thời điểm cũng không có nhìn thấy tiêu mị hướng mình miêu tả như thế yên tĩnh mạnh khỏe vài tòa phòng ốc sụp đổ bụi mù nổi lên bốn phía cái này nguyên bản trồng mộng yểm hoa hoa trên đường còn có máu đỏ tươi vết tích tiêu mị đôi mắt đẹp ngưng lại đấy lòng mảnh rung động nàng biết đây là nàng tộc nhân máu tiêu mị dự cảm đến không tốt chơi một dạng sông về phía trước. Trần Ninh yên lặng đi theo. Rất nhanh. Nhìn thấy một cái thất hồn lạc phách nữ nhân. Nữ nhân này mặc dù rất lớn tuổi, dung mạo thượng giai, Trần Ninh không khỏi cảm thán, mị ma chủng tộc thiên phú đoán chừng đều điểm tại nhan giá trị bên trên. Tộc trưởng. Tiêu mị nhìn thấy nữ nhân trước mắt, trực tiếp la lên lên tiếng. Nữ nhân kia lắc thần mấy giây sau, trước mắt ánh mắt một lần nữa tập trung, nhìn thấy là tiêu mị, không khỏi lộ ra khó có thể tin thần sắc, mị, mị nhi. Tộc trưởng, mị nhi trở về. Tiêu mị nước bọt tràn mi mà ra. Chương 274, chân tướng, ma tộc phản đồ. Mị ma tộc tộc trưởng đem khoảng thời gian này sự tình nói cho tiêu mị. Lúc này để tiêu mị gương mặt xinh đẹp băng hàng tức giận cao ngất. Giờ phút này, mị ma tộc tộc nhân toàn bộ tụ tập ở tại đây. Đều là có chút bi thương. Những ngày này, mị ma thôn kinh lịch chung quanh ma tộc bộ lạc liên hợp ức hiếp. Chiếm trước thổ địa. Cướp đoạt tài nguyên. Ma tính không ngừng bị phóng đại phía dưới. Bọn họ liền nghĩ muốn cướp đi mị ma tộc thiếu nữ. Mị ma tộc cường giả tự nhiên thề sống chết không từ, tới liều mạng phía dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ các tộc nhân nhưng vẫn là có không ít mị ma tộc cường giả chiến tử đêm qua vừa mới chống lại một đợt tấn công lại là hy sinh mấy tên mị ma tộc cường giả cho nên mới có lúc trước tộc trưởng thất hồn lạc phách một màn kia còn tiếp tục như vậy thật không biết còn có thể chống bao lâu tộc trưởng những tên kia như thế làm việc chẳng lẽ chung quanh chủ thành ma tôn mặc kệ sao Mị ma thôn cách thành vĩnh dạ gần nhất. Ma thành vĩnh dạ bên trong liền tọa trấn một cái ma tôn. Chính là ma tộc võ tôn cường giả. Phụ trách trưởng quản chung quanh trật tự. Tộc trưởng nghe vậy, chỉ là thở dài nói, chúng ta tự nhiên là đi tìm hắn. Nhưng hắn nói. Hắn nói cái gì? Tiêu mị truy vấn. Mị ma tộc trưởng liếc mắt nhìn tiêu mị, thở dài, hắn nói ngươi là ma tộc phản đồ ta mị ma tộc cũng tùy ý tự sinh tự diệt. Câu nói này sau khi nói xong. Tiêu mị chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng. Vốn dĩ. Vốn dĩ ma hoàng đã biết sao. Tiêu mị không khỏi có chút tự trách. Tiền căn hậu quả nàng lập tức minh bạch. Nàng vốn là bị ma hoàng ủy thác trách nhiệm, mới đổi lấy mị ma nhất tộc một lần nữa được ma hoàng coi trọng, nhưng hậu kỳ bởi vì tiêu mị truyền lại đưa tình báo đều là trâu ri chi tình báo dần dần dẫn phát ma tộc bất mãn về sau liền có thực mộng ma tìm tới cửa bi thảm bị trần ninh xử lý tiêu mị liền truyền lại ra tin tức nói là thực mộng ma làm đụng cấm chế bị tầm long môn cường giả tru sát tịnh xưng nàng vì không bại lộ thân phận cũng vô pháp thi cứu dưới cái nhìn của nàng thực mộng ma chỉ là bảy cái ma tử một trong chết cũng liền chết không có gì lớn không được nhưng mị ma tộc những ngày qua tao ngộ, trực tiếp để tiêu mị triệt để minh bạch. Này hết thảy căn bản cũng không có che giấu ma hoàng. Nàng ngược lại là hại tộc nhân của mình. Mị nhi, ngươi không cần quản chúng ta, bọn họ cũng nhanh tới. Nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi trở về, nhất định sẽ ngăn chặn ngươi đi ma hoàng nơi đó, ngươi nếu đi, chính là một cái chữ chết, mặc kệ ngươi phản bội hay không, ma hoàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi mị ma tộc trưởng ngữ khí vội vàng tiêu mị bất luận có phải là ma tộc phản đồ không trọng yếu nàng chỉ biết tiêu mị là mọi người mị ma trong tộc kiêu ngạo cũng là bởi vì tiêu mị thiên phú mị ma tộc mới đi theo qua một chút ngày tốt lành mị nhi tộc trưởng còn có thể thấy ngươi một mặt đời này không tiếc về sau nhất định phải chiếu cố tốt bản thân mị ma tộc trưởng nước mắt chảy ròng tiêu mị không khỏi động dung nói tộc trưởng ngươi mau dẫn lấy mọi người cùng chúng ta cùng đi đi chúng ta rời đi u châu không được ta ma tộc thân phận tại nhân tộc cương thổ ngươi người kêu đánh chúng ta không giống ngươi bên ngoài thích ứng chúng ta đều thích ứng không được địa phương khác mị nhi ngươi yên tâm tộc trưởng sẽ đem hết toàn lực giữ vững làng tuyệt không buông tha mọi người ngươi đi mau chỉ cần ngươi đi chúng ta cũng liền an toàn ngươi ở đây mới có thể gây nên ma hoàng chú ý nhìn thấy tộc trưởng kiên quyết như thế thái độ Tiêu mị đôi mắt đẹp bên trong ngấn đầy nước mắt. Hiện tại chỉ là một chút cái khác ma tộc đến khi nhục tộc nhân, nếu là ma hoàng biết được bản thân trở lại làng, sợ rằng sẽ tự mình phái người đến bắt nàng. Ma hoàng sợ dĩ không có đối với mị ma tộc đuổi tận giết tuyệt, chính là một mực dùng mồi này đến dẫn nàng trở về. Nàng tuy là võ tôn cảnh giới. Đối phó ma tôn có lẽ còn có thể. Nhưng ở ma hoàng cùng toàn bộ ma tộc trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé đang lúc nàng bất lực thúc thích thời điểm, một đạo ôn hòa tiếng nói vang lên, Mị Nhi, có ta ở đây, tộc nhân của ngươi không có bất kỳ sơ thất nào, ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Mị nghe vậy. Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía trưởng môn tuấn giật phi phạm khuôn mặt. Nàng trọng trọng gật đầu. Trần Ninh cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng, cũng vì nàng lau đi nước mắt. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt. Hệ thống tăng lên đột nhiên lại vang lên nói là kiểm tra đến tông môn thành viên tiêu mị ý niệm mãnh liệt tâm nguyện cụ hiện hóa làm thủ hộ mị ma nhất tộc đã như vậy trần ninh tự nhiên liền không thể khoanh tay đứng nhìn bất luận nói thế nào tiêu mị từng có tại trùng hoạn thời điểm không có thừa dịp bản thân suy yếu thời điểm gây bất lợi cho chính mình trần ninh đều đối với nàng nhìn với con mắt khác huống chi hoàn thành nhiệm vụ sau còn có tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp ban thưởng truyền thuyết cấp ban thưởng uy lực không cần lắm lời, Trần Ninh cũng tự mình trải nghiệm qua. Cho nên, cái này hệ thống, ngược lại là thuận nước đẩy thuyền. Mà nghe tới Trần Ninh mà nói, Mị ma tộc tộc trưởng thì là liếc mắt nhìn chầm chầm Trần Ninh. Nam tử này trên thân mặc dù mang theo ma tộc khí tức, nhưng tiêu mị che giấu thủ đoạn cũng đều là mị ma tộc bản lĩnh. Nàng tự nhiên có thể khám phá. Nhưng khám phá về sau, Mị ma tộc trưởng nhưng vẫn là kinh tháng không thôi. Nam tử này vậy mà so với các nàng trong tộc nam tính mị ma còn dễ nhìn hơn vô số lần. Mà lại là loại này siêu nhiên vật ngoại khí chất. Quả thực là tuyệt thế mỹ nam tử. Trong tộc nam tính mị ma cùng hắn đứng chung một chỗ, lập tức mất đi màu sắc. U ám không sáng. Chỉ là, đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng vừa mới hắn câu nói kia, lại làm cho mị ma tộc trưởng chấn động trong lòng càng rung động là Mị Nhi còn tin tưởng hắn. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bỗng nhiên, Mị Ma tộc trưởng có một cái to gan suy đoán. Các hạ không phải là Linh Châu tầm long môn trưởng môn. Chính là Trần Ninh ý cười ôn hòa. Nghe tới trả lời khẳng định. Mị Ma tộc trưởng lập tức toàn thân rung lên. Con ngươi đột nhiên rụt lại tầm long môn trưởng môn phong độ tuyệt thế cửu châu phía trên vì sao lại có người không biết cho nên nàng cũng một cái liền minh bạch vì sao mị nhi sẽ như thế tin tưởng hắn dạng này một cái tồn tại Tự hồ đích xác có năng lực giải quyết mị ma nhất tộc vấn đề chỉ là hắn dù sao cũng là nhân tộc mà mị nhi lại tại tầm long môn nội ứng mấy năm hắn thật sẽ tín nhiệm mị ma nhất tộc sao dù sao nhân ma từ xưa thế bất lưỡng lập. Ngàn năm trước còn bộc phát qua chiến tranh. Nhưng bây giờ, Mỹ ma tộc cùng đường mạc lộ dưới, tự hồ cũng chỉ có thể tin tưởng nam tử trước mặt. Oanh! Lúc này, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến. Nơi xa, làng khối kia điêu khắc Mỹ ma thôn ba chữ bia đá bị oanh vỡ nát. Một đám ma khí nghiêm nghị người của ma tộc xông vào. Không tốt bọn họ lại tới. Mị ma tộc trưởng kinh hô một tiếng. Mị ma nhất tộc các tộc nhân đều là căm hận nhìn chầm chầm những thân ảnh kia. Mấy cái mị ma tộc còn sót lại cường giả ngăn tại tộc nhân trước mặt. Đề phòng nhìn chầm chầm bên ngoài. Các ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh, ngoan ngoãn giao ra những cái kia tộc nhân chẳng phải được mà, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái giá tốt, tội gì muốn đem toàn bộ làng đều dựng vào đây cái này cầm đầu ma tộc đầu có hai sừng những vị trí khác ngược lại là cùng người không có gì khác biệt quá lớn mị ma tộc nữ tử thế nhưng là thế gian này vưu vật trong ma tộc rất nhiều cao đẳng ma tộc đều mở ra giá trên trời tới mua có từng trải qua mị ma tộc có ma hoàng che chở bất luận cái gì người cũng không dám lỗ mãn bất quá hiện tại không ma hoàng che chở còn không phải tùy ý bọn họ khi nhục chương 275, sa ma nhất tộc, lớn ngu xuẩn thuật. Từng có mị ma tộc đều là bình hoa. Tại toàn bộ ma tộc bên trong, đều vị vẻn vẹn so hạ đẳng ma tộc hơi cao một điểm. Về sau mị ma tộc ra một cái thiên phú trác tuyệt nữ tử, không biết bị ma hoàng quỷ thác cái gì trách nhiệm, lập tức, toàn bộ mị ma tộc đều đi theo tôn quý lên. Thông xóm một lần nữa tu kiến. Còn có hàng năm ban thưởng một chút thường đẳng tài nguyên mấu chốt là cái này để người ta trông mà thèm đồ vật còn không có cách nào cướp. Nếu như cướp đoạt, ngày thứ hai liền sẽ bị thành vĩnh dạ ma tôn biết. Lập tức trùng điệp trách phạt. Một tới hai đi. Chung quanh ma tộc cũng không dám lại đối với mị ma thôn có ý nghĩ gì. Chỉ là. Thời này không giống ngày xưa. Chẳng biết lúc nào lên, cái này thành vĩnh dạ ma tôn vậy mà không còn đi quản mị ma tộc sự tình trải qua một phen tìm hiểu sau chung quanh một chút ma tộc bộ lạc mới biết được nguyên lai là mị ma tộc vị kia thiên tài nữ tử không còn đạt được ma hoàng coi trọng mà là thành ma tộc phản đồ mặc dù cũng không biết vì sao sự tình mà phản nhưng không trọng yếu trọng yếu chính là hiện tại không người che chở mị ma tộc bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm những năm kia ma hoàng ban cho tài nguyên cũng tần số bị cướp đoạt chia cắt nếu như không tuân giết liền giết thành vĩnh dạ ma tôn cũng không có để ý tới mặt khác mị ma tộc chân chính rất bảo tàng đồ vật không phải tài nguyên ngược lại là mị ma tộc tộc nhân vô luận là nam nữ đều là thường đẳng ma tộc yêu thích nhất nô lệ vì không làm thương hại đến những cái kia mị ma tộc nhân thân thể bọn họ cũng không dám làm quá tuyệt đầu tiên là nói giá tiền về sau bị cái này mị ma tộc trưởng một thanh từ chối sau. Liền một chút xíu chơi tập kích. Chậm chậm mưu toan. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hao. Hôm nay, cũng là đến cuối cùng thu lưới thời khắc. Quỷ khâu liếm môi một cái, mà tộc khác bên trong cao thủ cũng đều đã đem nơi này bao vây. Hôm nay, thế tất không buông tha bất kỳ một cái nào mị ma tộc nhân. Trần trưởng môn, những người này là sa ma nhất tộc cầm đầu là sa ma tộc tộc trưởng quỷ khâu ức hiếp ta mị ma thôn lợi dụng hắn sa ma nhất tộc thực lực mạnh nhất mị ma tộc trưởng hạ giọng nói bất quá không đợi trần ninh có cái gì với tư cách liền gặp được tiêu mị trong mắt dân lên vẻ cừu hận mà khí nồng nặc chấn động mà ra mị ma thôn thế mà còn có cao thủ quỷ khâu đầu tiên là sững sờ sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt nói ngươi ngươi là cái kia phản đồ Mị ma tộc thiên tài nói không cao hứng kia là giả. Mị ma tộc nhân cố nhiên có thể bán cái giá tốt, nhưng so với bắt được cái kia phản đồ đến nói quá chín trâu mất sợi lông. Mặc dù ma hoàng không có hạ lệnh truy bắt, nhưng một chút ma tôn đã sớm âm thầm dưới lệnh treo giải thưởng. Hy vọng có thể tự tay bắt được này phản đồ, tiếp đó hiến cho ma hoàng. Quỷ khâu bản thân khẳng định là không thể trực tiếp bắt được nàng hiến cho ma hoàng như thế chẳng khác nào đoạt những cái kia ma tôn danh tiếng đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ bị cái nào đó ma tôn giết chết nhưng hắn yên nguyên có thể bắt được này phản đồ hiến cho thành vĩnh dạ ma tôn cầm tới lợi ích cực kỳ lớn cho nên chiến thuật điều chỉnh quỷ khâu tham lam nhìn về phía tiêu mỹ cái này tại một đám mỹ ma bên trong đều lộ ra phá lệ xuất chúng dung mạo thật sự là ma thần phù hộ ta sa ma nhất tộc a để ta đụng phải ngươi này phản đồ đã đến, vậy cũng chớ đi. Quỷ khâu cười ha ha. Sau lưng hắn, hơn mười vị sa ma tộc cường giả cũng nhao nhao mà khí phun trào. Trần Ninh cũng không có xuất thủ. Cái này cầm đầu sa ma tộc tộc trưởng quỷ khâu là địa võ cảnh thất trọng tu vi về phần mấy vị kia sa ma tộc cường giả mới chỉ là địa võ cảnh hai. Tam trọng thực lực. Để tiêu mị hạ giận giải giải ép cũng tốt. Sa ma nhất tộc hưng phấn lao đến nhưng tiếp xuống. Liên tập thể sắc mặt đại biến. Chỉ thấy được sông phía trước nhất một cái địa võ cảnh thực lực sa ma, trực tiếp bị tiêu mị chỗ thả ra một đạo ma khí vỡ nát. Trực tiếp phấn thân toái cốt. Giờ khắc này, bọn họ giật mình phát giác, này ma tộc phản đồ giống như mạnh có chút đáng sợ. Loại kia lực áp bách. Bọn họ chỉ ở thành vĩnh dạ vị kia ma tôn trên thân cảm thụ qua. Không ổn khí tức của nàng so với ma tôn cũng là không kém, đi đầu rút lui. Quỷ khâu nhất thời bối rối. Không nghĩ tới này ma tộc phản đồ cường đại như thế. Nhưng tiêu mị còn nơi nào sẽ bỏ qua những cái này giết hại tộc nhân mình sa ma. Đều đi chết. Tiêu mị trong mắt đẹp ẩn chứa không cùng tức giận. Mà khí quét ngang ra ngoài. Bảy tên gần phía trước sa ma đều là bị miễu sát cái này mấy tên sa mạc tộc cường giả cũng không dám lại có giữ lại. Bọn họ biết. Nếu không toàn lực xuất thủ, khẳng định một cái đều sống không được. Lớn ngu xuẩn thuật. Trong đó một ma chợt quát một tiếng. Lập tức ngưng tụ ra hai tôn đất các chỗ tạo thành ảnh hình người. Hướng phía tiêu mị đập tới. Đây coi như là sa ma tộc ác chủ bài. Nhưng tiêu mị trải qua một năm qua này từ trần ninh nơi đó lấy được chỗ tốt giờ phút này thực lực xưa đâu bằng nay còn phục một viên phá cảnh đan lúc này tiêu mị đã là bác tinh võ tôn cảnh giới đối phó mấy cái này ngu xuẩn quả thực không nên quá nhẹ nhõm nàng bất luận cái gì chiêu thức cũng không có đụng tới chỉ là dùng ma khí đến công kích hình người ngu xuẩn trực tiếp bị chấn nát hai cái sa ma tộc cường giả đều là sợ vỡ mật ma khí như tơ nháy mắt trói lên cái này hai cường giả tươi sống ghìm chết giờ phút này liền chỉ còn lại có quỷ khâu một người hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đi tới nơi này sa ma tộc cường giả toàn quân bị diệt đây là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới hiện tại nơi nào còn có tâm tư gì đi bắt tiêu mị có thể còn sống sót cũng không tệ tha mạng tha mạng a quỷ khâu trực tiếp quỳ xuống dọa đến toàn thân run rẩy tiêu mị đôi mắt đẹp bên trong không có một tia nhiệt độ liền phải tiến lên đem hắn giết trần ninh lại lên tiếng nói mị nhi đừng vội lưu hắn còn hữu dụng đúng 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 lưu ta hữu dụng ta tuyệt đối sẽ không bán các ngươi cũng không có đi thông tri ma tôn cùng ma hoàng các ngươi thả ta đi quỷ không nhìn thấy tiêu mị nghe trần ninh mà nói sau dừng động tác lại liền quỳ xê dịch đến trần ninh dưới chân hắn biết cái này nam nhân mới là chủ tâm cốt Đương nhiên sẽ thả ngươi. Trần Ninh cười một tiếng. Quỷ khâu cũng cười theo. Sau một khắc. Một sợi khí độc lại đưa vào hắn trong miệng. Này. Đây là cái gì? Quỷ khâu biến sắc. Trần Ninh cười nói, đừng sợ, đây không phải muốn để ngươi giúp đỡ làm ít chuyện mà. Sự tin. Quỷ khâu ý thức được không thích hợp, có chút cảnh giác hỏi. Ngươi sau khi trở về, Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, lập tức triệu tập hết thảy lấn ép qua mị ma thôn những cái kia thị tộc bộ lạc. Một cái đều không cho rơi xuống. Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì? Quỷ Khâu không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn bản năng kháng cự. Ngươi không nguyện ý. Ta đây căn bản làm không được, ta nhiều nhất có thể hiệu lệnh ta sa ma nhất tộc, cái khác thì tộc ta làm sao có thể quản được. Quỷ Khâu lời còn chưa dứt cánh tay phải của hắn liền ầm vang bạo tạc. Máu thịt bè bét. A a a. Quỷ khâu thống khổ kêu to. Trần Ninh công ngón búng ra, một khỏa đang dược tiến nhập vào trong bụng của hắn. Hắn cái này cánh tay phải liền thần kỳ tái sinh. Quỷ khâu hoảng sợ nhìn về phía Trần Ninh. Lúc này, cánh tay phải lần nữa bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe. A a a a. Quỷ khâu đau đến sắp hôn mê. Hắn giờ phút này hoàn toàn không cách nào điều động ma khí hộ thể, Tự hồ có gan lực lượng kinh khủng phong tỏa hắn ma khí. Sau một khắc, Trần Ninh lại cười lên, cong ngón búng ra, một khỏa đang dược rơi vào trong miệng hắn. Này sinh linh đan, có thể để gãy chi tái sinh, thần kỳ a! À? Quỷ khâu gắt gao cắn răng, cánh tay phải của hắn lại một lần nữa mọc ra. Mặc dù cánh tay trùng sinh, nhưng đau đớn kia là thực sự a! À? chương 276, nhưng có tâm tư, vẫn đỉnh ma hoàng. Lúc này Trần Ninh cái này so năm tính mị ma còn muốn tuấn giật khuôn mặt, theo quỷ khâu, quả thực chính là tà ma. Ai? Không đúng. Có vẻ như hắn quỷ khâu mới là ma. Đau đớn kịch liệt đã để tinh thần hắn 10 điểm yếu ớt. Bỗng nhiên. Hắn ý thức được Trần Ninh tựa hồ không có dừng lại dự định. Hắn vội vàng hô, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi triệu tập hết thảy lấn ép qua mị ma tộc thị tộc bộ lạc. Sớm dạng này chẳng phải hết à, còn lãng phí hai ta khỏa sinh linh đan. Trần Ninh biểu môi. Kỳ thật sinh linh đan mặc dù trân quý. Nhưng đối với Trần Ninh đến nói. Thật đúng là không thiếu. Lúc nào có thế triệu tập hoàn tất. Trần Ninh lại hỏi một câu. Ít nhất phải 10 ngày. À. Trần Ninh lắc đầu quỷ khâu lập tức cảm giác trên cánh tay của hắn lại lần nữa truyền đến cái này quen thuộc sưng cảm giác. Phản phất lại muốn nổ tung. Năm ngày. Ta cần năm ngày đến liên lạc. Hắn lên tiếng kinh hô. Hắn không còn nghĩ chịu đựng thống khổ như vậy. À. Trần Ninh không mặn không nhạt đáp lại. Trên tay thì là đã đem sinh linh đang chuẩn bị kỹ càng, có thể tùy thời giải phẫu. Một ngày. Liền một ngày ngày mai ta có thể để hết thảy thị tộc cao tầng đều tụ tập tại ta sa ma tộc trưởng địa. Đúng a. À. Trần Ninh gật gật đầu. Quỷ khâu lập tức có gan quỷ môn quan đi qua cảm giác. Lạnh cả sóng lưng. Còn chưa cút. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Lúc này liền lăng, lúc này liền lăng. Quỷ khâu lão đảo rời đi. Mị ma tộc nhân thì là đều nhìn trận mắt hốc mồm mới vừa rồi còn khí thế hung hung sa ma nhất tộc. Giờ phút này, trừ quỷ khâu bên ngoài, toàn quân bị diệt. Mỹ ma tộc nhân đã thật lâu không có dạng này tâm tình vui sướng thời điểm. Nhất là một chút phái nữ mỹ ma, nhìn về phía Trần Ninh ánh mắt không kính si. Ở trong mắt quỷ khâu Trần Ninh là cái tà ma, hết sức tàn nhẫn. Nhưng theo các nàng, Trần Ninh lại là hết sức có mị lực. Đàm tiếu ở giữa, liền để quỷ không nhân vật như vậy đều chỉ có thể thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Đây quả thực là trong lòng các nàng hoàng mỹ như ý lan quân A nghĩ tới đây, một chút thiếu nữ mỹ ma đều là hâm mộ nhìn về phía tiêu mỹ. Ai, thật sự là ao ước mỹ nhi tỷ tỷ có thể cùng trần trưởng môn sớm chiều ở chung. Nếu là chúng ta cũng có mỹ nhi tỷ tỷ như thế thiên phú, nói không chừng chính là chúng ta bị phái đi chấp hành nhiệm vụ. Tiêu mỹ cũng là phát giác được các thiếu nữ ánh mắt. Nàng không cao hứng trừng mắt liếc những cái kia thiếu nữ. Sau đó đi tới Trần Ninh trước mặt, mũi ngọc tinh xảo có chút chua xót, cảm kích nói, cảm tạ trưởng môn. Nàng biết trưởng môn làm là như vậy vì đem những người kia đều tập hợp một chỗ, một mẻ hốt gọn. Việc rất nhỏ. Trần Ninh tùy ý cười cười. Trần trưởng môn đại ân, ta mị ma nhất tộc không thể báo đáp. Mị ma tộc trưởng cũng đi tới, làm một lễ thật sâu nàng thi chính là nhân tộc lễ. Điểm này ngược lại là nhìn ra được rất là vừa vặn. Tộc trưởng khách khí. Trần Ninh bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện hỏi, đúng rồi, tộc trưởng có biết, này U Châu có cái kia chi thị tộc tương đối thủ cựu sao? Tốt nhất là 10 điểm ngoan cố một phái kia. Trần trưởng môn yêu cầu, còn thật sự có dạng này một chi vương tộc, cái này vương tộc binh hùng tướng mạnh, hắn tộc trưởng chính là U Châu hai vị ma vương một trong, địa vị gần với ma hoàng, vị này ma vương bình sinh chỉ thờ phụng ma thần, có khi liền cả ma hoàng chi lệnh đều mắc điếc tai ngơ, ma hoàng bởi vì dựa vào hắn binh lực, cho nên cũng đối hắn có rất nhiều dung túng. Mặt khác, ma hoàng bế tử quan xung kích chỗ đó cảnh giới chí cao, lúc này U Châu liền tất cả đều là từ hai vị ma vương chủ quản, sáu vị ma tử hiệp đồng. Mị ma tộc trưởng suy nghĩ một lát, chậm rãi nói. Trần Ninh nghe vậy. Tiếu Dung càng thịnh, liền gật đầu nói, như thế, vị này ma vương ta là nhất định phải đi gặp một lần. Hắn nhiệm vụ bên trong. Yêu cầu muốn nắm giữ ma tộc binh lực một phần mười. Này nói nghe thì dễ. Nhất định phải có loại này ngốc ngu ngơ ra bán mệnh mới được. Đây coi như là nguyên thủy cổ. Có một cổ binh lực nơi tay, đánh xuống cái khác mới đơn giản. Mỹ ma tộc trưởng nói chi kia vương tộc, ngược lại là lựa chọn thích hợp nhất nếu quả thật có thể du thuyết tới. Liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Thủ hạ ma vương binh lực đâu chỉ một phần mười. Mà trong lúc này còn có càng quan trọng một vòng. Cần mị ma tộc. Hoặc là nói là cần tiêu mị. Trần Ninh nhìn về phía tiêu mị, đột nhiên hỏi, mị nhi, ngươi nhưng có tâm tư làm ma hoàng. Một câu nói kia. Trực tiếp để mị ma tộc trưởng ở bên trong tất cả mọi người là sững sờ trưởng môn ta tiêu mị nhếch lên môi nàng từng có đích xác có giả tâm muốn ngồi lên vị trí kia nhưng lại cũng không phải là hiện tại lúc đầu nghĩ là cùng tài trưởng môn bên người nói không chừng có cơ hội tấn thăng thiên võ thậm chí siêu việt ma hoàng cảnh giới nhưng này biến cố bây giờ tới là quá nhanh dưới mắt ma hoàng liền không có dung hạ được nàng cũng không có dung hạ được mị ma tộc chỉ là trưởng môn này hỏi một chút đến tột cùng có gì huyền cơ nàng thật đúng là nhất thời không rõ trần ninh nhìn ra tiêu mị hiện tại tâm tư rất loạn liền khẽ vuốt ngón tay trên tay viên kia tai nạn giới chỉ lập tức trốn thoát phong ấn một nháy mắt ma ý lưu chuyển trần ninh lo lắng mị ma tộc nhân không thể thừa nhận tai nạn chiếc nhẫn ma tính cho nên phóng thích một sợi phong thiên quyết phong ấn lực lượng áp chế dù vậy cũng vẫn là ma ý nghiêm nghị. Tiêu mị kinh ngạc nhìn cái này chiếc nhẫn, không khỏi tim đập rộn lên. Mị ma tộc trưởng cũng là bỗng nhiên con ngươi mở lớn. Này tai nạn giới chỉ, đối với các nạn đến nói, tự nhiên là không xa là gì. Đây là khắc vào mỗi cái ma tộc trong lòng lạc ấn. Đây là thượng cổ ma hoàng tính vật. Có nàng, liền có thể hiệu lệnh ma tộc. Là ma tộc chí cao vô thượng đồ vật. Nhưng thứ này, đã lưu lạc vô số năm, hết thảy ma tộc đều coi là tai nạn giới chỉ cũng không còn cách nào tái hiện thế gian. Nhưng bây giờ, nàng liền xuất hiện tại trước mắt. Giờ khắc này, nàng cũng nháy mắt minh bạch trưởng môn đến U Châu mục đích, cùng tại sao lại hỏi nàng một câu như vậy chuyện. Mị Nhi, ta một cái ngoại tộc người, cho dù là có chiếc nhẫn kia. Cũng vô pháp hiệu lệnh ma tộc, nhưng ngươi không giống, ngươi vốn là ma tộc huyết mạch, có nó, liền danh chính ngôn thuận. Thay lời khác đến nói. Trần Ninh cần một cái người phát ngôn. Mà Tiêu Mị vừa vặn là người chọn lựa thích hợp nhất. Hiện tại, bản tòa hỏi lại ngươi, ngươi có lòng vấn đỉnh ma hoàng vị trí sao? Trần Ninh lạnh nhạt cười nói. Tiêu Mị giật mình. Sau đó bỗng nhiên quỳ xuống, khẩn cầu, trưởng môn, Mị Nhi biết ngài có một bảo tên là Khế Ước Thiên Thư, xin cho Mị Nhi ký Khế Ước. Ngươi đây là trần ninh kinh ngạc liếc mắt nhìn tiêu mị mời trưởng môn để mị nhi kết xuống khế ước tiêu mị vô cùng kiên định đúng a à. trần ninh không còn già mồm hắn tự nhiên rõ ràng tiêu mị tâm tư này tai nạn giới chỉ phân lượng quá nặng muốn đón lấy chỉ có cái này biện pháp chỉ cần kết khế ước liền có thể bỏ đi trưởng môn chi lo nghĩ dù sao nàng từng ẩn núp tại tầm long môn hồi lâu, làm sao có thể để người triệt để yên tâm. Dù cho làm như vậy mang ý nghĩa nàng đem chỉ có thể trung thành với Trần Ninh. Nàng cũng không hối hận. Sớm tại Linh Châu trùng hoạn thời điểm, nàng liền cảm mến trưởng môn. Mà lại, trưởng môn còn vừa mới cứu vớt mị ma nhất tộc. Ngón tay mơn trớn chiếc nhẫn. Khế ước thiên thư nổi lên. Trong đó một tờ kim quan sáng rõ tiêu mị khẽ nhếch môi đỏ mộng nói ta tiêu mị nguyện ý vĩnh viễn đi theo cho trưởng môn phụng ngài làm chủ nếu làm trái tại đây thệ thiên địa bất dung nói xong nàng tách ra tiếu dung hết sức tuyệt mị điên đảo chúng sinh thời khắc này nàng buông xuống một chút đồ vật đồng thời cũng thu hoạch được một vài thứ mị ma tộc trưởng nhìn qua nàng lấy nàng trí tuệ cũng minh bạch nàng làm như thế dụng ý Chương 277, Bảy Ma Thủ Lĩnh, Hội Tụ Một Đường Sa ma nhất tộc lãnh địa trung tâm Một tòa trong đại trướng Lúc này Có bảy đạo ma khí nghiêm nghị thân ảnh đứng tại trong đó Này bảy vị đều là cái nào đó thì tộc thủ lĩnh Ta nói liệt vị Các ngươi cũng biết cái này quỷ khâu như vậy vội vã đem chúng ta triệu tập tới Đến cùng vì sự tình Một người trong đó mở miệng hỏi hắn mọc ra ba con mắt chính là tam nhãn ma tộc tộc trưởng hắn không cùng ngươi nói một vị khác thủ lĩnh lộ ra vẻ nghi hoặc hắn rõ ràng nói là công phá mị ma thôn phát hiện khó lường bí mật mới trong đêm triệu tập ta tới cái gì hắn là như thế nói với ngươi một đời lấy hai cánh ma tộc thủ lĩnh đấm ngực dậm chân nói hắn cùng ta giảng là phát hiện mị ma thôn dưới đất chôn giấu ma thần lưu lại đồ vật hắn sa ma tộc không có như vậy lớn năng lực ăn thứ này ta mới đáp ứng hắn đến nghị sự đáng chết a à? hắn nói là tìm được mị ma thôn đẹp nhất sông tử hoa tỉ muội muốn để bản thủ lĩnh ngay lập tức nếm thử trời đánh hắn vậy mà lập ra nhiều như vậy phiên bản chờ hắn một hồi nữa tới nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt đám người đạt thành nhất trí sa ma nhất tộc tuy là này mấy cầm thị tộc bên trong thực lực mạnh nhất nhưng bọn hắn nếu là liên hợp lại. Sa ma tộc cũng căn bản không đáng chú ý, u. Mọi người đều tới. Quỷ khâu sốc lên mạnh lều đi đến. Lập tức. Bảy đạo toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Lão quỷ. Ta nghĩ ngươi sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tam nhãn ma tộc tộc trưởng lạnh lùng mở miệng. À, các ngươi hẳn là đều đã lẫn nhau biết đi, an tâm chớ vội quỷ khâu từng bước một đi tới vị trí trung tâm trên ghế ngồi tọa hạ. Chậm rãi mở miệng, kỳ thật, những lời kia đều là vì có thể để cho liệt vị đến đây, có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hôm nay, đích xác có chuyện quan trọng thương lượng. Tất cả mọi người chờ lấy hắn nói tiếp. Bọn họ đều là mơ hồ biết, việc này phải cùng mị ma tộc tương quan. Liệt vị, những ngày qua đến nay, ta tám tộc chung sức hợp tác, mị ma tộc tài nguyên cũng đã đều chia cắt, tất cả mọi người có phần đúng không không sai ngươi đến cùng muốn nói cái gì cái này sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc thủ lĩnh là cái tính tình nóng nảy không khỏi thúc giục nói quỷ khâu cười hắc hắc vừa rồi câu nói kia kỳ thật chính là vì ngồi vững đám người thân phận ức hiếp mị ma thôn bọn họ đều có phần dạng này mới xem như hoàn thành vị kia lời nhắn nhủ nhiệm vụ bây giờ nhớ tới đối mặt hắn sợ hãi còn lòng còn sợ hãi đáng sợ nhất chính là quỷ khâu từ mị ma thôn rời đi về sau cũng không có làm chuyện hắn thậm chí nghĩ qua trực tiếp đi thành vĩnh dạ báo cáo ma tôn kết quả tứ chi của hắn đồng thời bạo tạc kịch liệt đau nhức nháy mắt để hắn ý thức được người kia nhất định có thủ đoạn có thể giám sát hắn tại dập đầu như giả tỏi thêm không ngừng nhận lầm cầu xin tha thứ về sau rốt cục từ chính bản thân trong túi rơi ra đến một khỏa sinh linh đan ăn vào sau tứ chi một lần nữa mọc ra quỷ khâu không còn dám có khác tâm tư vị này tồn tại đã vượt qua hắn nhận biết so với trong trí nhớ tu viên ngút trời ma tôn còn muốn đáng sợ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc nói không chừng còn có thể cầu được một đầu sinh lộ như thế hắn trong vòng một đêm liền đem mặt khác bảy tộc tộc trưởng thủ lĩnh đều triệu tập mà đến về phần tiếp xuống dự định quỷ khâu cũng đã nghĩ kỹ chuẩn bị đào một cái hố to để cho bọn họ tới nhảy liệt vị hôm qua ta sa ma nhất tộc khởi xướng sau cùng tổng tiến công một đám trong tộc cường giả ép tiếng mị ma thôn uy bức lợi dù phía dưới mị ma tộc trưởng không đành lòng nhìn thấy tộc nhân gặp nạn cuối cùng là thỏa hiệp quỷ khâu chậm rãi nói đám người nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng cũng đều biết sa ma nhất tộc kế hoạch chỉ là cho tới nay cái này mị ma tộc trưởng ngoan cố không thay đổi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này cuối cùng là làm thỏa mãn bọn họ ý, đã mị ma tộc đều đã thỏa hiệp, vậy ngươi vội vàng như thế bảo chúng ta đến đây còn có chuyện gì? Tam nhãn ma tộc tộc trưởng lên tiếng hỏi thăm. Hỏi ra đang ngồi chi ma tiếng lòng. Liệt vị có lẽ quên, chúng ta trải qua thời gian dài đều muốn đem những cái kia mị ma tộc nhân bán cho thiên ma các đại nhân, vẫn luôn là cùng mị ma thôn đủ loại đàm phán, bây giờ đối phương thỏa hiệp nhưng chúng ta còn không có thương định tốt cụ thể chia lãi đâu chia lãi đám người thần sắc khẽ giật mình lập tức giật mình đúng vậy a à, thời gian dài như vậy một mực khổ vì như thế nào để bị ma thôn thỏa hiệp hiện tại đã đạt thành mục đích lại thật đúng là không có thương định tốt phân chia như thế nào lợi nhuận ai nhiều ai ít này nhưng phải cẩn thận thương định không bằng chúng ta chia đều các ngươi thấy thế nào? Sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc thủ lĩnh mở miệng nói. Nhưng không có người ăn khớp. Rất nhanh liền có một mọc ra hai cái đầu thấp ma mở miệng nói, chúng ta thấp ma tộc hối hả ngược xuôi. Liên lạc nhiều như vậy thiên ma đại nhân, làm sao có thể cùng ngươi này thất phu chia đều? Thiên ma là ma tộc trung thượng đẳng ma tộc xưng hô. Không sai, ta sợ ma tộc cũng cho rằng không thể được, hẳn là dựa theo cống hiến phân phối lợi nhuận một cái cánh tay dài đầy gai sắc sợ ma thủ lĩnh nhàn nhạt mở miệng nếu nói cống hiến làm bằng vào ta tam nhãn ma tộc lớn nhất nếu không có chúng ta cùng thành vĩnh dạ vị kia ma tôn đi lại thân mật làm sao có thể điều tra đến mị ma tộc cái này phản đồ tin tức không có chúng ta tìm hiểu đến tin tức các ngươi có lá gan động mị ma thôn sao thôi đi muốn ta nói vẫn là bằng thực lực nói chuyện đối phó những cái kia mị ma tộc cường giả đều là ta huyết sát tộc sông lên đầu tiên cái xông pha chiến đấu mà nói sa ma tộc cống hiến cũng là không nhỏ không như nghe nghe quỷ khâu cách nhìn một người đề nghị đám người còn nhao nhao nhìn về phía quỷ khâu chỉ thấy hắn cười hắc hắc nói sa ma tộc bất quá là làm nhiều việc nặng nên lấy các ngươi ý kiến làm chủ a à, tam nhãn ma tộc tộc trưởng trong ánh mắt lộ ra lo nghĩ người sa ma tộc từ trước đến nay đều tương đối bá đạo vì sao hôm nay như thế khiêm nhượng đúng à lão quỷ ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì sợ ma tộc thủ lĩnh cũng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn đại nhân ngài đều thấy được sao bọn họ mỗi một cái đều tham dự ở bên trong chủ yếu làm ác giả đều là bọn họ ta lão quỷ chỉ là thu cái đuôi mà thôi quỷ khâu đột nhiên đứng người lên khúng núng đối sau lưng một chỗ ám ảnh vị trí nói làm không tệ Trần Ninh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cái gì người? Lão quỷ. Ngươi dở trò. Ngươi vậy mà liên hợp ngoại nhân tới đối phó chúng ta. Lúc này, có ngốc cũng biết là trúng kế. Mà nghe hai người đối thoại. Không khó coi ra. Đây là vì mị ma tộc báo thù mà đến. Lão quỷ, ngươi thật sự cho rằng không biết từ cái kia cầm ra tên tiểu tử, có thể đối phó chúng ta bảy cái sao tam nhãn ma tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng còn lại sáu người liếc mắt nhìn nhau tiếp lấy vận chuyển ma khí hỏng bét ta vậy mà một chút xíu ma khí đều không thể điều động ta cũng là đáng chết thân thể cũng không nghe sai sử bảy ma thân cái sụi lơ xuống tới như một bãi bùn nhão ngươi đến cùng chơi cái quỷ gì bảy ma hoảng sợ không thôi Trần Ninh thì cười ha ha nói, không có gì, bắt các ngươi đưa tương lai ma hoàng thân vệ luyện tay một chút. Luyện tập Đang lúc đám người nghi hoặc thời điểm đại trướng bị vén ra một góc. Một nhóm thân ảnh chú ý cẩn thận đi đến. Chương 278, Mị Ma Thiếu Nữ, Tự tay Báo Thù Đi vào trong đại trướng đều là mị ma tộc nhân hết thảy mười tên thiếu nữ mị ma phía sau cùng thì là tiêu mị nhìn thấy những cái này mị ma tộc nhân cho dù là lúc này toàn thân mềm như bùn nhão một dạng bảy ma thủ lĩnh vẫn là không hẹn mà cùng dục hỏa đốt người lộ ra khát vọng thần sắc ở đây mỗi một cái mị ma thiếu nữ đều có nhiếp nhân tâm phách sức hấp dẫn tiểu tử ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta nếu không ta bảy tộc liên thủ lại mị ma thôn chắc chắn sang thành bình địa mị ma các thiếu nữ lập tức lộ ra căm hận thần sắc rất nhiều mị ma tộc trưởng bối thân nhân đều là bị những người trước mắt này xuất lĩnh phía sau thị tộc giết chết mọi người đã sớm thật sâu ghi nhớ những cái này khuôn mặt đáng ghét gia hỏa đồng thời những người kia ánh mắt để các nàng rất chán ghét trần ninh không để ý đến cái này mấy ma uy hiếp chỉ là bình tĩnh nhìn hướng mị ma thiếu nữ thản nhiên nói cừu nhân của các ngươi đang ở trước mắt hiện tại ta muốn các ngươi tự tay giết bọn hắn trần ninh một câu trực tiếp dọa đến mấy tên mị ma thiếu nữ thân thể mềm mại run lên thậm chí nhìn không được lui lại hai bước chỗ đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất bảy ma thủ lĩnh thì là nhao nhao giật mình đáng chết ngươi muốn làm gì ngươi thật chẳng lẽ dám giết chúng ta ngươi nếu giết chúng ta mà tôn sẽ không bỏ qua ngươi ma hoàng cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam nhãn ma tộc tộc trưởng ba con ngươi mảnh rung động. Nhưng nói lại không giả. Cho dù này bảy tộc chỉ là một chút không đáng chú ý tiểu tộc, nhưng dù sao cũng là đứng hàng trung đẳng ma tộc. Tạo thành động tỉnh lớn như vậy. Không được bao lâu liền sẽ kinh động U Châu hai vị ma vương. Về phần ma hoàng, Trần Ninh cũng không lo lắng. Nghe mị ma tộc trưởng nói, Ma Hoàng đã bế tử quan đi xung kích cái này chí cao vô thường cảnh giới. Không có cái ba năm 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 là ra không được quan. Hiện nay ma tộc việc lớn việc nhỏ đều là từ bảy vị ma tử. À không đúng, là từ sáu vị ma tử cùng hai vị kia ma vương đến trưởng quản. Liền, giúp này mấy tên mỹ ma tộc thiếu nữ vượt qua sợ hãi vì tiêu mỹ thành lập một cái đội thân vệ ngược lại mới là mấu chốt nhất. Bọn họ hiện tại toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu các ngươi còn chưa động thủ sao? Trần Ninh hướng cái này mười tên mị ma thiếu nữ bình thản mở miệng. Nhưng mọi người vẫn là chậm chạp không dám lên phía trước. Tiêu mị nhìn ra được trưởng môn nổi khổ tâm, đứng tại mười tên mị ma thiếu nữ sau lưng, cũng mong đợi các tộc nhân có thể phóng ra một bước kia. Nếu là không có bản thân cùng trưởng môn kịp thời gấp trở về. Các tộc nhân hậu quả khó mà lường được. Ta nghĩ các ngươi là do ở thiếu khuyết tiện tay binh khí, đúng không? Trần Ninh tâm niệm vừa động. Mười cái hạ phẩm linh khí nổi lên. Rơi vào mị ma các thiếu nữ trước mặt trên mặt đất. Đây đều là cực kỳ trân quý vũ khí, cho dù tại nhân tộc mỗi người đại siêu cấp thế lực bên trong, cũng là hiếm thấy binh khí, mở ra mấy tên này làn da dễ như trở bàn tay. Trần Ninh hướng dẫn từng bước. Mị ma các thiếu nữ mười điểm khẩn trương, nhìn về phía cái này mười cái hiện ra các loại quan mang binh khí. Tự hồ có một chút hiệu quả đang lúc trong đó một tên mị ma thiếu nữ lấy dũng khí đi lên trước một bước thời điểm cái này mọc lên hai cái đầu lâu thấp ma thủ lĩnh bỗng nhiên hú lên quái dị rống các ngươi dám giết ta sao bất thình lình thanh âm dọa nàng nhảy một cái sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc thủ lĩnh cũng chất đầy tiếu dung cười hết sức tà ác rét lạnh mỗi chữ mỗi câu mở miệng ta sẽ ăn ngươi mị ma các thiếu nữ lập tức không dám lên phía trước Tiêu mị trong mắt đẹp hiện lên một vệt đáng tiếc. Các tộc nhân vẫn là không có cách nào vượt qua sợ hãi, mọi người vẫn là quá nhỏ. Lúc này, Trần Ninh thông thả lo lắng nói, các ngươi mỗi lần lui một bước, trước mắt bọn gia hỏa này liền sẽ hướng mị ma thôn thêm gần một bước. Các ngươi nhát gan, là bọn họ rất thèm nhỏ giải mỹ vị. Nếu như ngươi không giết bọn họ, bọn họ liền sẽ trở lại trong tộc, tập kết đội ngũ, đi tàn sát mị ma thôn, đi chà đạp đất đai của các ngươi, giết hại tộc nhân của các ngươi. Mị ma các thiếu nữ trên mặt hiện ra vẻ cưu hận. Tộc trưởng của các ngươi khả năng sẽ vì bảo hộ các ngươi chết thảm trong tay bọn hắn. Thân nhân của các ngươi đều không một may mắn thoát khỏi, sẽ đổ vào các ngươi trước mặt, về phần các ngươi, cũng sẽ bị bán cho những cái kia thượng đẳng ma tộc hưởng lạc. Có mấy tên thiếu nữ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Mọi người sợ dĩ e ngại những tên kia, cũng là bởi vì từng có có thân nhân đổ vào trước mặt mình, ngã trong vũng máu. Các ngươi mị nhi tỷ tỷ thiên phú trác tuyệt, ta nguyện giúp nàng trở thành tương lai ma hoàng, vậy các ngươi đây? Là muốn làm vướng víu? Vẫn là nghĩ phụ tá nàng? Từ chính các ngươi quyết đoán? Nếu như các ngươi không muốn giết bọn gia hỏa này, ta có thể hiện tại liền giải bọn họ độc, thả bọn họ trở về. Trần Ninh nói một hơi. Không đợi chậm khẩu khí liền gặp được trong đó một tên mị ma thiếu nữ trực tiếp nhặt lên trước mặt một thanh kiếm sắt, đột nhiên đâm vào tam nhãn tộc trưởng con mắt thứ ba bên trong. Máu tươi chảy ròng. Thiếu nữ toàn thân phát run, Sắc mặt tái nhợt. Tiếp xuống. Càng ngày càng nhiều mị ma thiếu nữ nhặt lên trước mặt linh khí. Hai con ngươi bên trong, tràn đầy cừu hận. Hoặc gai, hoặc trảm hướng phía cái này bẫy trên ma thân kêu. Từ từ, bảy ma thủ lĩnh ngay từ đầu uy hiếp, đe dọa, dần dần biến thành hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ. Linh khí uy lực Phá hủy nhục thể của bọn hắn tự nhiên là hết sức thông thuận. Tiêu mị ở hậu phương nhìn thấy một màn này, lập tức cũng kích động lên. Nếu như mọi người không cách nào đột phá cửa này, cho dù có thể ban cho mọi người tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, mọi người cũng cuối cùng không cách nào chân chính lực khống chế khối lượng. Lúc này, đột phá nội tâm một cửa ải kia các thiếu nữ lập tức không khí lực đinh đinh đang đang vứt xuống linh khí miệng lớn thở phì phò trần ninh chú ý tới trong đó người đầu tiên xuất thủ nữ hài tựa hồ khôi phục rất nhanh nàng không có tiếp tục đắm chìm trong trong sự sợ hãi ngược lại mang theo báo thù qua đi giải thoát cảm giác xem ra đây là cái hạt giống a đáng giá bồi dưỡng trần ninh ánh mắt chuyển hướng quỷ khâu cái sau giờ phút này đã bị dọa sợ, bảy ma thủ lĩnh lần lượt chết tại trước mặt, hắn hiện tại hoàn toàn đoán không được trần ninh có thể hay không cũng trực tiếp giết hắn. nếu là như thế, hắn đem không có lực phản kháng chút nào. đại, đại, đại nhân, ta đã dựa theo phân phó của ngài đem bọn họ đều triệu tập tới, ngài nhìn, ta làm cũng không tệ lắm phải không? cho nên ta để ngươi sống lâu một ngày a. À? trần ninh hiền lành cười nói rơi vào quỷ khâu trong mắt lại là tử vong tín hiệu đại đại nhân ngươi có thể nào như thế trêu đùa ta quỷ khâu trong mắt phát lạnh một giọt ma huyết thấu thể mà ra hướng phía trần ninh mi tâm mà đi làm sao đều là chết chẳng bằng ra sức đánh cược một lần nhưng sau một khắc giọt kia ma huyết lập tức bị bốc hơi hóa thành hư vô trái lại quỷ khâu tứ chi cùng đầu lâu gần như đồng thời nổ tung. Một đạo bình chướng xuất hiện tại giữa hai người. Không có bắn tung đến Trần Ninh trên thân. Thật sự là quá xúc động, vì sao không chờ thêm một chút? Vạn nhất ta còn có nhiệm vụ bàn giao đây. Này chẳng phải lại có thể sống lâu một ngày sau. Trần Ninh lắc đầu. Có chút tiếc hận. Tiêu mị vặn vẹo vòng eo đi tới, đôi mắt đẹp như nước, ôn nhu nói, chủ thượng, sa ma tộc người chúng ta đã khống chế lại a à, làm tốt bất quá chủ thượng xưng hô thế này có điểm là lạ trần ninh suy tư dưới nói đã mị nhi đã ký kết khế ước chính là phụng ngài làm chủ đúng a à, đã ngươi thích liền gọi như vậy đi trần ninh xem như tiếp nhận về phần sa ma tộc tiếp quản cũng là không cần nhiều hơn hỏi mị ma tộc trời sinh giỏi về mê hoặc lòng người tùy tiện tìm mấy cái sa ma tộc trung tầng uy bức lợi dụng một phen. Liền có thể ngưng tụ. Những binh lực này mặc dù yếu nhược, nhưng cũng có chút tác dụng, chỉ ít có thể làm cái pháo hôi. Chương 279, kế hoạch ban đầu, gặp mặt ma vương. Thành vĩnh dạ bên trong. Một tòa rộng rãi hắc ám ma tộc trong kiến trúc ám ảnh ma tôn liền hưởng thụ lấy mấy tên ma tộc nữ tử phục thị. Dương Dương tự đắc uống rượu ngon. Với tư cách thành vĩnh dạ người trưởng quản, hắn có được vô thượng quyền lợi. Tại thành vĩnh dạ bên trong, hắn chính là vương pháp, hắn chính là quy tắc. Chỉ vì thân phận của hắn, chính là ma hoàng dưới trướng thập đại ma tôn một trong. Mỗi cái ma tôn trưởng quản một phương thành trì. Cấu thành thế lực ma tộc bản đồ. U Châu vốn là nhân tộc sinh tồn địa vực một trong. Nhưng theo thế lực ma tộc không ngừng lớn mạnh, nhân tộc không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Thời gian dần qua, U Châu đại địa phía trên, chỉ có vài tòa nhân tộc thành nhỏ đau khổ chèo chống. Bất quá U Châu đất rộng của nhiều. Cũng là có thật nhiều nhân tộc phân tán ở các nơi. Những năm gần đây, ma tộc đều một mực đang nghỉ ngơi lấy lại sức ngóng trông có một ngày có thể lần nữa đánh ra U Châu, công chiếm cái khác Tám Châu. Ngàn năm trước một trận chiến, Linh Châu tầm long môn đời thứ nhất trưởng môn có được kinh thế chi tư, đánh ma tộc ngàn năm không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Có đầu rút cổ tại U Châu Đại Địa. Nhưng lòng lan giả dạ thú lại một chút cũng không có thu liễm. Mà là tại xúc tích lực lượng. Ma hoàng bế quan chính là vì xung kích cái này cảnh giới chí cao nếu là thật sự có thế sung kích thành công thì đại sự có hy vọng ma tộc thế tất sẽ lần nữa bước ra u châu trước đem cái này linh châu sang bằng khi đó bọn họ này thập đại ma tôn chính là ma hoàng dưới trướng mạnh nhất tiên phong ám ảnh ma tôn cũng một mực đang chờ mong ngày đó đến về phần nhân tộc cường giả đỉnh cao siêu cấp thế lực cái gì cũng không cần để ý chỉ cần ma tộc không xâm chiếm trung châu không có bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực sẽ ra ngoài nhiễm này nhân quả. Những cái này siêu cấp thế lực. Tất cả đều là hám lợi chủ nhân. Đại nhân, ngươi thật là hư a. À. Một vị ma tộc nữ tử ngay tại bốc một khỏa quả dại, cảm nhận được ám ảnh ma tôn cái này không thành thật tay, không khỏi cười khanh khách. Cái khác ma tộc nữ tử thì là thức thời chuẩn bị lui ra. Kết quả, ám ảnh ma tôn một nắm kéo qua đến trong đó một tên ma tộc nữ tử cái sau váy bào bị xé nát hắn không khỏi cười to nói đều chớ đi ta muốn đánh mười cái thế là một trận đại chiến mở màn mấy phút đồng hồ sau ám ảnh ma tôn thở hồng hộc đi tới một phương bên bàn dự định đổ chén rượu uống nhưng một đạo xa là khí tức nháy mắt để hắn đề phòng ngươi là ai ám ảnh ma tôn ở trần nhìn về phía ngồi đối diện một thân ảnh mồ hôi lạnh chảy xuống lại có người vô thanh vô tức xuất hiện tại chung quanh hắn hắn còn không có mảy may phát giác lại còn cùng hắn ngồi tại trên một cái bàn nhìn ngươi vừa rồi tại vội vàng liền không quấy rầy ngươi trần ninh mở miệng nói ra nghe tới thanh âm xa lạ ám ảnh ma tôn cẩn thận tìm kiếm trí nhớ của mình xác định chưa từng gặp qua người này các hạ xuống đây tìm bản tôn cần làm chuyện gì ám ảnh ma tôn mở miệng hỏi thăm có thế vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình nói rõ đối phương cũng không phải kẻ đơn giản ma tôn không cần khẩn trương ta tới đây là vì xin ngươi giúp một chuyện trần ninh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ám ảnh ma tôn trong mắt lóe lên hồ nghi nói ngươi nói đi không biết có thể mời ma tôn mang bỉ nhân đi cầu kiến u châu hai vị ma vương một trong ám ma vương ngươi muốn gặp ma vương ám ảnh ma tôn hừ lạnh một tiếng nói cái này chỉ sợ làm không được ngươi ma vương thân phận há lại nói gặp liền gặp nếu như ngươi hiện tại rời đi bản tôn không truy cứu ngươi ban đêm xong vào một chuyện không phải liền chớ trách bản tôn vô lễ không phải tất yếu tình huống dưới ám ảnh ma tôn vẫn là không muốn động thủ bây giờ còn chưa có thăm dò đối phương đường lối không thể tùy tiện động thủ trần ninh cười cười nói chuyện này ngươi nhất định phải làm a à, ám ảnh ma tôn không vui nói bản tôn tung hoành u châu nhiều năm như vậy còn chưa từng có người nào dám uy hiếp bản tôn ta cũng không có uy hiếp ngươi chỉ là cùng ngươi trình bày sự thật trần ninh nói xong ám ảnh ma tôn bỗng nhiên sắc mặt mảnh thay đổi hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình ma khí phản phất bị khóa lại đồng dạng. Tự nhiên là Trần Ninh thi triển phong thiên quyết năng lực. Ám ảnh ma tôn bất quá là lục tinh võ tôn cảnh giới. Muốn phong cấm hắn lực lượng 10 điểm đơn giản. Ngươi rốt cuộc là ai? Ám ảnh ma tôn hai mắt trung lên, gắt gao nhìn chầm chầm Trần Ninh thân ảnh. Hoặc là hiện tại đi cầu kiến ám ma vương, hoặc là chết, mời ma tôn tự chọn đi trần ninh vẫn lạnh nhạt như cũ mở miệng nhưng lần này ám ảnh ma tôn nhưng lại không thể không thỏa hiệp nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là rất mạnh lại không ngờ tới đã là hoàn toàn nghiện ép hắn trình độ cứ như vậy căn bản không phải do hắn đến co kè mặt cả lưu cho hắn chỉ có một lựa chọn bản tôn đáp ứng ngươi ám ảnh ma tôn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp so với cái khác bảo mệnh mới là trọng yếu nhất sảng khoái trần ninh tán dương cười một tiếng nhưng lúc này là đêm khuya bản tôn làm sao có thể đi kinh động ma vương vẫn là chờ sáng sớm ngày mai lại đi cầu kiến đi ám ảnh ma tôn chớp mắt mở miệng không sao ta tin tưởng ma tôn có biện pháp nếu như ngươi làm không được vậy ta tìm người khác trần ninh ngữ khí bình thản trong ánh mắt lại hiện lên sát ý thôi bản tôn đích thật là có thể trực tiếp nhìn thấy ma vương dẫn ngươi đi chính là ám ảnh ma tôn một điểm cuối cùng may mắn cũng biến mất ma vương cung điện trong tẩm cung ám ma vương bị người tỉnh lại một đường đi tới một tòa thiền điện giờ phút này ám ảnh ma tôn đã chờ đợi ở đây trần ninh thì là cùng tiêu mị cùng một chỗ phủ thêm ám ảnh áo choàng một đường tiến vào trong cung điện áo choàng có thể biến mất thân hình Mười điểm huyền diệu. Hai người vắt tại một cái áo choàng bên trong, khó tránh khỏi sẽ có nhiều da thịt tiếp xúc. Bất quá hai người trước lạ sau quen. Đều không coi ra gì. Lúc này đứng tại thiền điện bên trong. Hai người cũng đều lộ ra thân hình. Ám ảnh ma vương trong lòng một trận dời sông lấp biển. Tiêu mị thân phận tại những ma tộc này cao tầng bên trong không phải cái gì bí mật. Mà liên quan tới nàng phản bội ma tộc giết ma tử sự tình ám ảnh ma tôn cũng là biết. Cho nên mới tùy ý cái này bảy ma thị tộc đi ức hiếp mị ma thôn, hắn không có bất luận cái gì quản khống. Không nghĩ tới. Nàng vậy mà trở về. Còn mang về một cái nhân tộc tiểu bạch kiểm. Nhưng càng làm cho ám ảnh ma tôn không nghĩ tới chính là, bọn họ lại còn dám đến thấy ma vương. Đây không phải muốn chết sao? Ma vương chính là thiên võ cảnh giới cường giả thực tế không nghĩ ra bọn họ vì sao dám đến chẳng lẽ là nghĩ ám sát ma vương ám ảnh ma tôn ngược lại thật sự là hy vọng hai người là đến ám sát ma vương như thế đối đãi ma vương xuất thủ trấn áp hai người sau bản thân cũng liền được cứu vớt theo một đạo cũng không thân ảnh cao lớn bước vào thiền điện bên trong ánh mắt của mấy người đều là quay đầu sang ám ma vương là một người mà đến bởi vì ám ảnh ma tôn chính là lấy chuyện cơ mật kiện làm lý do đến cầu kiến hắn. U. Đây không phải tộc ta phản đồ sao? Ám ma vương nhìn thấy Trần Ninh hai người, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đầu tiên là liếc qua tiêu mị. Sau đó yên nguyên từng bước một đi vào trong điện. Khi ánh mắt xuống trên người Trần Ninh thời điểm, lộ ra một tiên nghi hoặc hỏi, vị này là. Trần Ninh cũng thông dong mở miệng, tầm long môn đời thứ chín trưởng môn Trần Ninh, hành ngộ A, ám ma vương. Chương 280, hết sức cường thế, chấn nhiếp ma vương. Câu nói này ra miệng sau. Ám ma vương vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng đáy lòng, cũng lên nhiều gợn sóng. Tầm long môn cái danh hiệu này, ma tộc cũng không lạ lẫm. ngàn năm trước một trận chiến, ma tộc thất bại tan tác mà quay trở về, chính là bởi vì đương đại ma hoàng bị tầm long môn đời thứ nhất trưởng môn trọng thương. Dưới sự bất đắc dĩ, ma tộc mới một lần nữa rụt lại U Châu. Ma hoàng trở lại U Châu sau đó không lâu, liền vẫn lạc. Bây giờ cái này đời ma hoàng, cũng vẫn luôn sống tại tầm long môn bóng tối bên trong, không đạt tới cảnh giới tối cao. Không còn dám tùy tiện bước ra U Châu. Nguyên lai là trần trưởng môn, Ngươi trần trưởng môn danh tiếng, sớm đã truyền khắp cửu châu, cần gì phải dùng loại phương thức này tới gặp bổn vương. Hắn đạm mạc liếc qua ám ảnh ma tôn. Cái sau không khỏi giật cả mình. Đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Trần Ninh mở miệng cười. Ám ma vương không mặn không nhạt nói, được rồi, trần trưởng môn không cần hàng huyên, ngươi tới đây vì chuyện gì? Nói thẳng đi. Tốt, vậy bản tọa cũng không lãng phí thời gian, hôm nay đến đây chỉ vì mời ma vương rời núi trần ninh ánh mắt nhìn thẳng ám ma vương tiếp tục nói ma tộc thánh vật tai nạn giới chỉ chắc hẳn ma vương không có lạ lẫm tự nhiên không có lạ lẫm chỉ là thánh vật lưu lạc vô số năm tai nạn giới chỉ lại xuất hiện thế gian thời điểm chắc chắn sẽ lựa chọn một cái chân chính có thể dẫn đầu tộc ta hưng thịnh giả vì kia tồn tại mới là tộc ta chân chính hoàng ám ma vương lộ ra một vệt hướng tới màu sắc hắn cũng một mực chờ đợi thánh vật tái hiện vị kia thượng cổ ma hoàng lưu lại thánh vật thủ hộ ma tộc mà vị kia cũng là truyền thuyết tiếp cận nhất ma thần tồn tại chính là toàn bộ ma tộc tín ngưỡng chỉ là về sau lưu lạc chiếc nhẫn về sau ma tộc trắng mất đầu phía dưới mới từ một chút thượng đẳng ma tộc bên trong chọn lựa ra một chút cường giả những cường giả này bên trong người mạnh nhất trở thành ma hoàng nhưng ma hoàng vị trí lại không phải là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối mà là mỗi một thời đại đều sẽ tuyển ra bảy vị ma tử ưu bên trong lấy ưu trở thành lần tiếp theo ma hoàng cứ như vậy kéo dài vài vạn năm toàn bộ ma tộc đều đang đợi tai nạn giới chỉ xuất hiện chờ đợi vị kia mệnh trung chú định chân chính ma hoàng bất quá đây cũng là lịch đại ma hoàng không muốn nhất nhìn thấy một màn bọn họ sợ hãi thánh vật xuất hiện. Như thế bọn họ sẽ bị đuổi xuống hoang vị. Mất đi chí cao địa vị. Lúc này, ám ma vương đột nhiên ánh mắt khẽ động, nói, trần trưởng môn vì sao đột nhiên nhất lên tộc ta thánh vật. Thực không dám giấu dếm, lần này, chính là nghĩ mời ma vương rời núi, phụ tá tân hoàng. Trần ninh thoại âm rơi xuống. Ám ma vương trái tim nhảy lên thanh âm đều rõ ràng tăng tốc. Người nói là thánh vật hiện thế. Không chỉ có là ám ma vương. Một bên chờ lấy ám ảnh ma tôn cũng là bỗng nhiên nuốt ngụm nước miếng, hô hấp dồn dập. Đang lúc hai người đều là một mặt chờ mong thời điểm. Tiêu mị mở bàn tay. Một viên giữ tận kinh khủng chiếc nhẫn đeo tại như xanh thẳm đồng dạng trên ngón tay ngọc. Ám ma vương ánh mắt ngưng lại. Cho dù là hắn dạng này cường giả. Tại nhìn thấy truyền thuyết này bên trong thánh vật sau, cũng là khó mà bảo trì bình tĩnh thông dông lộ ra vẻ kích động không cần đi giám định thật giả thánh vật sở dĩ có thế xưng là thánh vật chính là bởi vì kia là đến từ huyết mạch phía trên cảm ứng ám ma vương kích động đến rơi lệ quỳ một chân trên đất hành lễ đối với ám ma vương đến nói bây giờ một màn không phải là không hắn chờ mong vô số năm a à. giờ phút này rốt cục nhìn thấy tai nạn giới chỉ như vậy thất thố cũng là hợp tình lý không chỉ có là hắn sau lưng ám ảnh ma tôn cũng là mặt mũi tràn đầy túc mục thấy chiếc nhẫn kia như là nhìn thấy thượng cổ vị kia ma hoàng sao dám bất kính cái này bị ma hoàng coi là phản đồ tiêu mị chính là mệnh trung chú định bị thánh vật chọn trúng ma hoàng sao ám ma vương cũng là đáy lòng khẽ nhúc nhích bất quá trải qua rung động ban đầu về sau hắn cũng lập tức hiểu được trần ninh ý đồ trần trưởng môn là muốn cho bổn vương phụ tá nàng ám ma vương lên tiếng hỏi trần ninh gật gật đầu cười nhìn về phía hắn nói biết rõ còn cố hỏi mà vương chẳng lẽ còn có tâm tư khác chỉ thấy được ám ma vương một lần nữa đứng người lên đó cũng không cao lớn thân thể lúc này lại bộc phát ra một cổ cường đại khí thế thiên võ uy thánh vật tái hiện là không giả nhưng nếu là bổn vương cầm tới thánh vật, cần gì phải nghe nàng bại bố. Ám ma vương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Ninh. Ngươi không có lựa chọn khác, ma vương các hạ. Trần Ninh lơ đỉnh, phối hợp đi dạo một vòng, dò xét một phen trong điện bố trí, mở miệng nói, ngươi nói. Thứ này nếu như giao cho ma hoàng mà nói. Hắn hẳn là sẽ trở thành ma tộc chính thống A. Chật chật chật, thiên tuyển người, đến lúc đó, hắn tận được lòng người chính là thánh vật chọn trúng hoàng ngươi nói hắn có thể hay không giết ngươi nha ta thân yêu ma vương các hạ trần ninh mà nói để ám ma vương trong lòng giật mình mấu chốt là nói không sai ám ma vương đã từng là khóa này ma hoàng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh hắn cũng là đời trước ma tử một trong chỉ là cờ kém một nước cuối cùng chuyển qua đương đại ma hoàng bất quá hắn vẫn tay cầm ma tộc trọng binh vượt qua bốn thành binh lực nơi tay, cho dù là ma hoàng, cũng không dám bắt hắn làm gì. Những năm gần đây, ám ma vương cũng cho tới bây giờ không nuông chiều ma hoàng. Thường xuyên có kháng mệnh hành vi. Nhưng ma hoàng không truy cứu, không có nghĩa là không có ghi hận. Nếu là này thánh vật thật tới ma hoàng trong tay. Khi đó, thiên mệnh sở quy, giết hắn một cái ma vương, một điểm phiền phức cũng sẽ không có. Trần Ninh mà nói, đúng lúc là đánh trúng hắn uy hiếp. Nhưng ngươi là nhân tộc, bổn vương làm sao có thể tin tưởng ngươi? Ám ma vương hỏi lần nữa. Ngươi ma tộc này một mẫu ba phần đất, bản tọa còn chướng mắt. Trần Ninh lạnh nhạt mở miệng. Mặc dù để ám ma vương cùng ám ảnh ma tôn trong lòng không thoải mái. Nhưng lại rất khó không thừa nhận. Hắn nói thật đúng là sự thật. Trần Ninh tên tuổi, hơn một năm nay càng quét toàn bộ cửu châu nhất là trước đó không lâu giận chém trung châu mấy đại siêu cấp thế lực thiên kiêu. Càng làm cho người phục sát đất. Càng quan trọng chính là sau đó những cái kia siêu cấp thế lực không chỉ có không có trả thù. Ngược lại là gió êm sóng lặng, giống như cũng không có phát sinh chuyện này một dạng. Nhân vật như vậy, chỗ theo đuổi nhất định là Trung Châu Chi Tranh, mà không phải ma tộc. Cho nên, lời này Trần Ninh nói ra miệng, ngược lại là khiến cho ám ma vương tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Trung Châu những cái kia tồn tại đến nói, ma tộc vẫn là quá không đáng chú ý. Dù vậy, ma hoàng nếu là thật sự tấn thăng cái này cảnh giới chí cao, ngươi trần trưởng môn nhưng còn có nắm chắc đối phó hắn. Ám ma vương trầm giọng hỏi. Ma hoàng bế quan đi xung kích chính là thánh nhân cảnh giới. Nếu như ma tộc thật nhiều một cái thánh nhân. Cho đến lúc đó, cho dù là có được tai nạn giới chỉ, cũng sẽ tái nhật bất lực. Thánh nhân Chính là thế gian này cảnh giới chí cao. Đây cũng là ám ma vương lo lắng. Ma vương các hạ, ma hoàng muốn xung kích thánh nhân cảnh giới, cần bao lâu? Trần Ninh nghiêm túc hỏi. Ám ma vương suy tư chốc lát nói, ít nhất phải 5 năm, đây là thuận lợi tình huống, càng nhiều khả năng vẫn là xung kích thất bại. Đầy đủ trần ninh nắm chắc thắng lợi trong tay nói năm năm sau cho dù ma hoàng đang lâm thánh nhân cảnh giới bản tọa cũng có thể cảm hắn câu nói này ra miệng ám ma vương con ngươi đột nhiên rụt lại lời này nhưng đầy đủ cuồng ngạo nếu là người khác nói ám ma vương khẳng định sẽ khịt mũi coi thường nhưng trước mắt này vị một năm trước vẫn chỉ là mới vào võ đạo hiện tại lại có vốn liếng cùng hắn vị này thiên võ cường giả đối thoại năm năm sau. Còn sẽ là cường đại cỡ nào tồn tại? Thật đúng là khó mà nói. Ma vương các hạ, cho dù ngươi không tin ta, loại kia ma hoàng thật đang lâm thánh cảnh sau, có hay không tai nạn giới chỉ còn có quan hệ gì, hắn không cần lại ngoảnh đầu cùng ma tộc lòng người, có thể tùy ý chém giết ngươi. Trần Ninh lạnh nhạt mở miệng. Thế giới này, cường giả vi tôn. Sở dĩ có rất nhiều bận tâm, suy cho cùng vẫn là bởi vì không đủ mạnh nếu là ma hoàng thật tấn thăng thánh nhân. Hết thảy quy tắc đều có thể từ hắn đánh vỡ. Cho dù có thánh vật nơi tay, hắn đồng dạng không sợ. Bổn vương còn có một vấn đề cuối cùng. Ám ma vương do dự một chút, thở dài hỏi.